nay mình giới thiệu hai thành viên mới của shop mình ạ. Đây, đây có một bạn nữ rất là xinh đẹp. Em bạn tên là Hiền nhá. Còn đây là em Ben mọi người ạ. Em Ben này tên là Benny, mình hay gọi tắt là Ben. Đấy, đây là hai bạn sẽ làm một kênh vlog mới. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ hai bạn ấy nhá. Thì mình sẽ làm một kênh vlog có tên là em tên là Ben, một là Ben vlog á. Kênh này thì mình sẽ chơi cùng em và mẹ thì những cái sinh hoạt hàng ngày và review một số cái về Ben. Ben Jelly là dòng Kugi mọi người nha. Tôi chưa giới thiệu cho mọi người biết về cái dòng Kugi này. Đây là dòng cún Kugi, dòng cún vàng da. Đấy, rất được mọi người ưa chuộng luôn. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ kênh của hai bạn ấy nha. Chào mọi người đi. Chào mọi người nha. Đây chính là Hot Boy. Bên cạnh Phan Dương. Hôm nay mình video này là mình chỉ để giới thiệu hai nhân vật mới của shop thôi. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ các bạn ấy nha. Bye bye mọi người nha. Chào mọi người đây. Mọi người còn đi được thấy hai bạn Phan Hoa Phát Dương sẽ mũi lỗi à. Anh em không mũi lỗi. Bye bye mọi người nha.